Tháng 7 là cái tháng mà báo hiếu của chúng ta. Vì vậy mà tất cả chúng ta đó là đều nghĩ về cái cách báo hiếu để chúng ta thực hiện ở trong cái mùa này. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta không có cái mùa nào mà chúng ta báo hiếu tốt hơn là cái mùa tự tứ của chư Tăng. Mùa tự tứ chư Tăng tức là cái tháng 7 là cái tháng mà ra hạ. Tại vì chư Tăng suốt 3 tháng chuyên tu, thì ở trong cái chuyên tu này đó, nó có những người thiền định ở trong núi, ẩn tu ở trong thất, và có những người đó, thì đi thuyết pháp, giảng kinh, làm lợi ích cho mọi người để tạo công đức. Cho nên sau 3 tháng an cư như thế thì chư Tăng tạo được một số lớn công đức. Mà khi chư Tăng tu hành có công đức thì chư Phật hoan hỷ. Chư Phật mà thấy chư Tăng tu được công đức, thấy Phật tử chúng ta phát tâm, cho nên chư Phật cũng hoan hỷ. Thành ra chư Tăng thì tạo được công đức mà chư Phật thì hoan hỷ, do đó mà tạo thành một cái thế giới thanh tịnh. Cái thế giới thanh tịnh là trong cái tháng 7 này. Vì vậy đó mà chúng ta để tâm, chúng ta tu ở trong cái tháng 7, gọi là tu để mà trả bốn ơn đó, thì không có cái mùa nào mà bằng cái mùa tu này. Đó là Đức Phật dạy chúng ta nữa. Tại vì cái quan niệm của Đạo Phật chúng ta về cái vấn đề báo hiếu, thì tất cả mọi người nghĩ rằng cha mẹ còn sanh tiền thì chúng ta lo phụng dưỡng, cha mẹ qua đời rồi thì chúng ta cầu nguyện và cúng bái để trả ơn. Cho nên đây là một cái quan niệm mà ta coi như là cái truyền thống của chúng ta đó. Hãy cái người nào nữa mà khi cha mẹ qua đời rồi mà không có tổ chức cúng dỗ đó thì ta coi như là bất hiếu. Vì vậy đó mà một số người đó thì nghĩ rằng tới cái ngày dỗ, ngày cúng của cha mẹ ta, của ông bà ta, thì ta phải làm cho thật linh đình để rằng ta mời bà con tới chung vui. Thì như vậy đó, để cho bà con thấy được ta là cái người có hiếu. Nhưng mà nếu ta làm như vậy đó là nó mang cái tính cách chúng ta khoa trương nhiều hơn, làm cho mọi người nghĩ rằng ta có hiếu, làm cho mọi người nghĩ rằng ta là người tốt. Thì cái này là cái dụng tâm của chúng ta. Người Phật tử chúng ta không làm như vậy. Mà người Phật tử thì chủ yếu là dùng tấm lòng thành của mình, dùng cái tấm lòng thành của mình để mà cúng dường cho cha mẹ chúng ta. Thì đây là cái báo hiếu theo Đạo Phật. Cho nên ở trong Đạo Phật chúng ta đó, cái báo hiếu nó có hai cách. Cái cách thứ nhất, ta lo giáo dục con cái của chúng ta cho nó nên người, nó trở thành người tốt, nó biết tu, biết đạo đó. Thì đây là cái điều mà quan trọng nhất. Tại vì con cháu của chúng ta đó, nó là kế thừa cái huyết thống của ông bà tổ tiên, cha mẹ chúng ta. Nhưng mà khi nó hư hỏng á, thì ông bà tổ tiên chúng ta nó đau khổ. Tại vì sự thật á, các Phật tử thấy, nếu mà người nào có con, có cháu mà nó học giỏi, nó nên người, nó có vị trí trong xã hội, nó được mọi người quý trọng đó,
Thì tôi nghĩ làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà đó, luôn luôn ai cũng cảm thấy vui. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái giáo dục nên người nữa, thì đây là cái việc quan trọng. Cho nên trong đạo Phật chúng ta nó bảo là chăm sóc cho cái thế hệ kế tiếp là trả ơn cho người đi trước. Trả ơn cho người đi trước tức là cha mẹ ta, thầy tổ ta, tất cả đều trả được ơn đó. Vì vậy đó mà muốn trả ơn cha mẹ, ông bà thì lúc bây giờ đó ta lo chăm sóc con cái của chúng ta đó, cho thật tốt, có đạo đức, học hành nên người. Bây giờ đó mà muốn trả ơn Phật đó, thì Đức Phật nói là chúng ta phải nỗ lực tu hành ở trong tất cả các cái pháp mà trả ơn đó, không có một cái nào hơn làm cái mà tu hành của chúng ta. Cho nên cái tu hành là cái này là trả được bốn ơn. Còn tất cả các cái việc khác thì chúng ta có thể làm được một ơn, hai ơn, chứ không được tất cả. Nhưng mà cái tu hành của chúng ta thấy thì đơn giản, nhưng mà đây chúng ta trả được hết bốn ơn. Thế nên bốn ơn này là gì? Thế nên ơn thứ nhất ở đây đó, ta gọi là ơn cha mẹ sanh thành, ơn tổ tiên ông bà chúng ta. Đây cái ơn thứ nhất. Tại vì ta có trên cuộc đời này là do cha mẹ. Cha mẹ ta là do ông bà sanh ra, do tổ tiên chúng ta mà có chúng ta hôm nay. Cho nên đây Đức Phật đó là cái ơn thứ nhất mà chúng ta quan tâm. Mà tu thì được tất cả bốn ơn. Thấy thì không làm gì, nhưng mà trả được hết tất cả. Bây giờ cái ơn thứ nhất này, nếu quý vị nghĩ chúng ta trả bằng cách nào đây? Nếu mà cha mẹ còn tại thế thì chúng ta lo sắm sanh để nuôi dưỡng, phụng dưỡng và trả ơn. Cha mẹ chết rồi thì ta làm mâm cỗ để cúng và mời khách thì trả ơn. Nhưng mà Đức Phật nói cái này chúng ta có trả ơn mà không biết là được hay không, mà cha mẹ chúng ta có được cái gì hay không, thì chỗ này nên suy nghĩ. Tại căn cứ cái chỗ được á, là cha mẹ chúng ta được cái gì, được cái gì khi còn tại thế và được cái gì sau khi mất. Tại vì nếu mà cha mẹ chúng ta còn tại thế mà chúng ta lo phụng dưỡng đầy đủ hết đi, thì cha mẹ chúng ta được là được cái sự phụng dưỡng này, thì chắc chắn là cha mẹ chúng ta đó cũng hài lòng một phần trong lúc mà con có hiếu, cho nên nó biết lo, nó lo nó phụng dưỡng cho mình. Thì có những người mà có hiếu nữa, lo cho cha mẹ nữa, thậm chí cho đến đem hết tài sản của mình, cả cái sinh mệnh của mình đi làm tôi tớ để mà kiếm tiền đem về nuôi cha mẹ, gọi là trả ơn. Thì như vậy đó ta gọi là hiếu. Thậm chí mà bây giờ lóc thịt của mình để cho cha mẹ mình ăn, gọi là trả ơn. Bảo là sanh trong cái thời kỳ mà thức ăn khan hiếm, thì như vậy là có hiếu. Nhưng mà Đức Phật nó ăn như vậy để được cái gì? Cha mẹ chúng ta ăn như vậy được cái gì? Cho nên căn cứ theo cái hậu quả này mà tính. Vì vậy đó, quý vị suy nghĩ xa đi một chút nữa. Thành ra ta ăn thịt của con ta, phải không? Thành ra cái hiện hữu của chúng ta là làm cho con cháu chúng ta nó cực khổ thêm một cái gánh nặng cho nó. Thì như vậy đó, nó trả ơn được cho ta, nhưng mà ta thì mang nợ nó chứ. Quý vị nhìn kỹ rồi thấy đó. Cho nên ta mang nợ đối với con ta, mang nợ cho đến cái mức mà nó không chịu nổi nữa, cho nên lúc bây giờ nó trở thành bất hiếu. Nó không thể lo cho cha mẹ được nữa, thế nó trở thành bất hiếu. Thì bây giờ nó là con ta, nó trở thành bất hiếu, cha mẹ lại sanh ra cái vấn đề buồn phiền. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là trả ơn trong những cái cách kia đó, đôi khi chúng ta tạo nghiệp thêm cho cha mẹ chúng ta, tạo thêm nghiệp cho cha mẹ chúng ta
tạo thêm phiền não cho chúng ta. Thì như vậy cha mẹ chúng ta mang nghiệp, ta sanh ra phiền não, thì ta có báo hiếu thực, nhưng mà cái báo hiếu đó cha mẹ chúng ta không được lợi ích gì hết, bản thân chúng ta nó cũng không được gì hết. Nếu có được là được một tiếng khen thôi. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta tu hành á, chúng ta tu hành và chúng ta dạy cho cha mẹ tu hành, ta làm cho cha mẹ chúng ta biết phát tâm mà tu hành á, thì cái này ta được giải thoát và cha mẹ chúng ta được giải thoát, được an vui. Thì cái này là chính cha mẹ ta lợi ích, ta được lợi ích mà cha mẹ chúng ta được lợi ích, cho nên gọi là báo ân. Thế nên cái báo ân thứ nhất này là cho nó ta được lợi ích. Thế nên Đức Phật nói là ta nuôi một người hay là chúng ta nuôi nhiều người, mà nuôi một ngày hay chúng ta nuôi họ suốt đời, rồi họ được cái gì? Nếu họ không được cái gì hết thì coi như là chúng ta lãng phí. Cho nên cái chính là phải làm cho họ được. Làm cho họ được là được cái gì đây? Đức Phật nói làm cho họ phát Bồ Đề Tâm. Cho họ phát Bồ Đề Tâm này. Khi mà họ phát được Bồ Đề Tâm và họ biết hướng về Tam Bảo, họ biết tu hành, và chính cái tu hành đã giúp cho họ được giải thoát, thì cái trường hợp này đó là ta mới có cho họ, có giúp họ. Còn chúng ta cho họ thức ăn nhiều thì họ ăn riết nó quen đi, phải không? Họ ăn mà họ không có tu thì họ ăn họ quen đi, rồi họ cứ đòi hỏi cái thức ăn ngày mai phải ngon hơn ngày hôm nay, ngày mốt phải nhiều hơn ngày hôm nay. Cho nên càng ăn thì nghiệp càng sanh, cái đòi hỏi chúng ta càng nhiều. Khi nào mà cái đòi hỏi không thỏa mãn được thì lúc bây giờ đã phiền não phát sanh. Cho nên càng phụng dưỡng thì nghiệp càng tăng. Còn nếu mà biết tu thì thường thường tránh được cái này, tránh được cái này để cho phước tăng mà nghiệp giảm. Cho nên khi mà tu được rồi đó, tu đúng pháp rồi đó, ta có thể hướng dẫn cha mẹ chúng ta tu ở trong giáo pháp để cho cha mẹ chúng ta được an lạc, được giải thoát. Nên tu đúng thì cái trường hợp này được an lạc. Tu đúng làm sao? Cái người mà tu đúng là thứ nhất họ tu cái thân, thứ hai là họ tu cái tâm. Tức là tu đúng tức là làm cho cái thân khỏe mạnh và làm cho cái tâm được an lạc. Cái thân khỏe mạnh và cái tâm an lạc thì đây ta gọi là tu đúng. Thành ra người mà có hiếu và biết trả hiếu theo đạo Phật chúng ta nữa, là làm sao cho cha mẹ chúng ta có cái thân khỏe mạnh, làm sao cho cha mẹ chúng ta có cái tâm an lạc. Mà cái thân khỏe mạnh và cái tâm an lạc đó không có cái gì hơn là tu. Tu mới có cái này. Còn tạo nghiệp đó thì cái trường hợp mà muốn có là không có. Như thầy nói đó là cái trường hợp quý vị lo thức ăn mỗi ngày phải ngon ngon hơn lần lần đó, thì tới cuối cùng còn cái gì nữa ăn nữa. Còn trong lúc mà chúng ta biết tu, khi mà chúng ta biết tu thì cái trường hợp lần lần ta cắt bớt cái này. Cái người biết tu thì họ cắt bớt cái vấn đề ham muốn. Tại khi mà cắt bỏ cái ham muốn ở trong lòng rồi nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta ăn để đủ sống thôi, ăn để đủ sống hay ăn để tu thôi. Thì bây giờ tu thân bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta nói, không nên cho ăn thừa và không nên cho ăn thiếu, có nghĩa là cho ăn vừa đủ, không? Và ăn những cái thức ăn mà không động tới cái nghiệp của chúng ta. Đây là cái điều quan trọng đó. Không ăn thừa, không ăn thiếu, mà không nên ăn những cái thức ăn mà động vô cái nghiệp chúng ta, để cái nghiệp chúng ta nó tăng trưởng, ác nghiệp nó tăng trưởng. Cho nên nói rõ ra nữa là chúng ta nên cho cha mẹ chúng ta ăn thảo mộc, ta nên khuyên cha mẹ chúng ta nên tập ăn chay, phải không? Thế nên tập ăn chay, tập ăn chay thì tức là không tạo nghiệp. Tại vì chúng ta ăn mặn là chúng ta tạo sát nghiệp.
gián tiếp hay là trực tiếp. Ta nào có những người đó bảo rằng bây giờ ăn mặn thì chỉ ra chợ mua những cái thực phẩm mà chế sẵn rồi đó thì chúng ta ăn cũng được, ta đâu trực tiếp ta giết nó đâu. Thì các Phật tử nghiệm xem. Cho nên nếu mà ta không mua mà ta không ăn thì chắc chắn người khác không có giết đâu. Hết tất cả mọi người chúng ta đây mà ăn chay hết đi, tháng 7 này mình ăn chay hết đi, thì chắc chắn những cái lò sát sanh nó phải hạn chế tối đa thôi. Đây sự thật chứ. Nếu nó sản xuất bán cho ai đây? Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà vì có ta ăn cho nên mới có người giết. Vì vậy ta lại có cộng nghiệp. Thêm một cái nữa đó là cái khi mà một con vật mà bị giết thì nó có cái đau khổ, nó có cái oán hận. Tại vì cái đau khổ, cái oán hận của nó đó, nó mới tiết ra một cái độc tố. Cho nên người ta bảo rằng những người ăn mặn thì thường hay ốm đau bệnh hoạn, và thường hay có những cái bệnh nan y, phải không? Nên bệnh nan y nhất là như bệnh ung thư chứ hả? Tại vì ta đem những cái độc tố này để vào trong người chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta sanh bệnh. Vì vậy đó mà bây giờ để chúng ta tập ăn chay, và chúng ta khuyên cha mẹ chúng ta ăn chay đó, thì chính chỗ này tu này. Cho nên ban đầu quý vị có thể ăn những cái vật chế biến cũng được đi, nhưng mà lần lần chúng ta giảm xuống. Ta giảm cái này tới tối đa, giống như người tu này, ăn toàn thảo mộc thôi. Cho nên không ăn thịt, ăn cá nữa. Thế thì như vậy đó, không gây thêm cái ác nghiệp, không thay gây thêm cái oan nghiệp. Cho nên cái cơ thể nó ít bệnh hoạn và nó khỏe mạnh ấy. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nên bữa nay đó, thầy lên thầy thăm ông Trương Tấn Sang, nên thầy gặp cái bà cô của ông, tức là cô ruột của ông đó, đi tu. Năm nay bà như là 104 tuổi rồi. Nhưng mà bà gặp thầy bà còn biết, bà còn chào, bà còn cười. Nó chỉ bà ăn chay mà. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta thấy vậy. Cho nên tập cho cha mẹ chúng ta ăn chay để không gây oan nghiệp, và tập cho ăn chay để không đưa những cái chất độc vào trong người. Đây là cái việc quan trọng, tức là tập cho cái thân. Thì như vậy đó, khi mà cái thân chúng ta tiếp thu những cái vật mà không có độc tố, không có oán hờn, thì tự nhiên cái cơ thể nó nhẹ nhàng. Cái cơ thể nhẹ nhàng nó không ảnh hưởng vô cái tâm lý chúng ta, cho nên cái tâm lý chúng ta nó nhẹ nhàng theo. Nên cái người mà ăn chay đó, quý vị thấy nó khác hơn cái người ăn mặn ở chỗ. Ít nhất người ta cũng thấy họ hiền hơn, phải không? Họ hiền lành hơn là cái người mà ăn thịt ăn cá nhiều. Cho nên có những người đó mà người ta bảo rằng nếu mà ăn thịt chó đó thì đi chó nó thấy là nó sợ lắm, phải không? Đấy là cái thật ấy. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, cái thực chất này tôi nói là trong cái tháng 7 này ta phát nguyện ta ăn chay một tháng để ta báo ơn, ta trả ơn cha mẹ ta đi. Và được ta khuyên cha mẹ chúng ta nên ăn chay. Ăn chay một tháng không được thì ta khuyên cha mẹ chúng ta nên ăn chay 10 ngày trong tháng, hoặc là ăn 6 ngày trong một tháng, hoặc ít nhất là ăn 2 ngày trong một tháng, tức ngày mùng 1 này ăn và tới rằm này ăn chay. Ít nhất ta cho cha mẹ ta ăn chay được 2 ngày trong một tháng. Cái này là trả ơn, chứ không phải là ta đem cho cha mẹ ta ăn. Thì như vậy đó, ăn được như thế thì nó nhẹ nhàng, cái cơ thể nhẹ nhàng mà không mang thêm nghiệp. Đây là cái trả ơn. Thế nên trả ơn cho cha mẹ chúng ta.
Rồi đó, bây giờ đó cha mẹ chúng ta mà đã qua đời rồi, không còn trên cuộc đời này nữa, thì ở trong cái tháng 7 này ta ăn chay, ta ăn chay để chúng ta tụng kinh, ta cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta, gọi là quá vãng. Cho nên khi mà chúng ta ăn chay và chúng ta đọc kinh, mà đọc kinh là đọc bằng cái tâm của mình, đọc bằng cái tâm của mình, đọc bằng cái linh hồn của mình, chứ không phải đọc bằng cái miệng. Cho nên quý vị đọc bằng cái miệng cũng được, nhưng mà phải kèm theo cái tâm. Chứ còn chúng ta chỉ đọc cái miệng không mà cái tâm chúng ta không nghĩ theo, thì cái trường hợp này công đức không sanh. Cái quan trọng nhất là cái tâm. Ta đã đọc bằng cái tâm, có thể thầy ngồi yên một mình, thầy không đọc ra tiếng, thầy không đọc ra tiếng, mà ở trong tâm của thầy đó là tụng kinh. Ta nói trong tâm của thầy tụng kinh, yên lặng để tụng kinh. Cho nên quý vị khi mà tập yên lặng rồi, quý vị nhận được cái điều này. Ta nói ta yên lặng, ta tụng kinh, mà ta tụng ở trong tâm. Khi tụng ở trong tâm chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta nó ngang quá, nó ngang qua Phật, và tâm chúng ta nó cũng ngang quá tổ tiên ông bà của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ ta tụng kinh mà ông bà tổ tiên chúng ta nghe, ta tụng kinh mà Phật chứng minh cho ta, này chỉ qua cái tâm thôi. Cho nên khi ta có cái cảm giác đó thì quý vị tụng kinh là trả ơn được, báo hiếu được. Trước nhất chúng ta tập ăn chay tịnh để chi vậy? Để cho cái người chúng ta nó nhẹ cái nghiệp đi, phải không? Cái nghiệp này nói là cái nghiệp sát. Tại ta ăn đồ huyết nhục nhiều quá, cho nên cái cơ thể chúng ta nó nặng nề. Cho nên cơ thể chúng ta nó nặng nề, do đó mà chúng ta không tiếp cận được với thần linh. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái chùa này là cái thờ chính của thầy là trên nóc chùa. Cái tòa tháp ở trên nóc chùa đó là cái đó là thờ kinh, thờ Phật trong đó. Tại vì ở dưới này là người trần nhiều hơn, người sống là nhiều hơn. Mà mỗi một người sống đó, thì chúng ta quan sát đó, chúng ta thấy người sống là một cái thế giới, người sống đó là một cái nghĩa địa, phải không? Cho nên một thế giới hay là một cái nghĩa địa đấy. Nếu mà nói cái nghĩa địa đó, thì toàn thân của chúng ta đó, ta nuôi nó bằng sinh mệnh của tất cả chúng sanh, ta đem ta nạp vô đây hết. Cho nên chính cái con người chúng ta đây là nghĩa địa. Ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy vậy. Hay là ta nói người chúng ta đây đó là một cái túi da, phải không? Mà đựng bên trong là đồ ô uế, phải không? Chắc chắn quý vị không bao giờ nghĩ tới cái điều này. Nhưng mà Đức Phật nói là bây giờ mở toàn cái thân chúng ta ra rồi, quý vị thấy nó thế nào? Ta nói có một lớp da bọc bên ngoài thì coi nó được đó, rồi thêm một cái áo ở bên ngoài nữa thì coi nó được đó. Nhưng mà mở toàn nó ra hết thì chúng ta biết bên trong nó là cái gì. Cho nên bảo rằng cái túi da đựng đồ ô uế. Mà chúng ta nghĩ nó mang hết tất cả những cái túi da đựng đồ ô uế này, chúng ta đem chất vô một cái nhà nữa, thì cái nhà này nó ra làm sao? Đấy. Đó là cái điều mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta đọc. Thế nên là một cái nghĩa địa, phải không? Là một túi da đựng đồ ô uế. Cho nên lúc bây giờ đã tan chay có nghĩa là ta cải táng lần cái nghĩa địa này. Ta cải táng thì tất cả những cái hài cốt này ta đem đi chỗ khác hết đi. Mà ta bắt đầu nuôi nó vô bằng những cái thực phẩm trong sạch hơn, rau quả thôi. Cho nên cái người chúng ta nó nhẹ lần, người chúng ta nó nhẹ lần, từ cái chỗ nhẹ lần này nữa mà chúng ta mới quan hệ được với thế giới thần linh. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên khi ta quan hệ được cái thế giới thần linh ấy, chúng ta thấy tâm hồn mình nó nhẹ, mà tâm hồn mình nhẹ đó thì mới quan hệ được bên kia. Còn cái tâm hồn mình mà trược ác nhiều quá đó, thì thường thường nếu mà ta có quan hệ được ấy, là ta quan hệ với ma quỷ nhiều hơn. Ta nói ma quỷ là
ăn đồ huyết nhục, cho nên thậm chí ăn thay chết, phải không? Cho nên nếu mà trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta từ cái chỗ tịnh hóa con người ta như thế, mà khi tịnh hóa con người chúng ta đó, thì quý vị nghĩ sao? Ta nói trong con người này á, nó còn có cái mối quan hệ tới cha mẹ ta, tới ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta, mà tất cả những người này đó là những người chết rồi. Ta nói tất cả những người này đó là những người chết, mà họ chết ở trong mọi cái hoàn cảnh khác nhau hết. Có người chết tốt mà có người chết không tốt, có người chết mà đầy những cái oán hận ở trong lòng rồi chết đi. Cho nên hãy tất cả những người thân chúng ta mà chết ở trong cái hoàn cảnh không tốt, chết mà còn mang những cái hận thù nữa, thì khi quý vị nghĩ tới họ nữa, quý vị cảm thấy đau khổ. Ta nên cảm thấy đau khổ nhé. Ta nên giữa họ với ta nó có cái mối quan hệ đó, mà tất cả những cái quan trái của họ tạo nên cái này tác động vô ta. Nên khi mà tu hành thầy có cái cảm giác này. Ta nên khi mà mới tu thầy thường có cái cảm giác giống như này. Tất cả những người thân của mình, ông bà mình, tổ tiên mình, cha mẹ mình, bạn bè mình, tất cả những người mà họ đã chết rồi, chết trong chiến tranh, chết trong đau khổ, mà hãy khi nghĩ tới họ nữa, mình cảm thấy nó đau nhói trong lòng mình, phải không? Ta nên cái nghiệp tất cả như vậy. Nhưng mà tu để trả ơn, tu để báo ơn, cho nên khi đó đó thầy mới đem kinh lên bàn Phật mà ngồi đó để mà đọc, mình tụng, mà tụng bằng tiếng ở bên ngoài, mà tụng ở trong tâm của mình. Cho nên thầy có cái cảm giác tất cả những người này họ đều nghe kinh, tại vì họ tới với mình là mình có cái mối quan hệ đó, cho nên họ tới với mình họ mới nghe mình tụng kinh. Mình tụng bằng cái tâm cho nên họ cũng nghe bằng cái tâm của họ. Ta nên nghe bằng cái tâm của họ cho nên nó hóa giải cái nghiệp của họ lần đi. Nên này ta gọi là tu để trả ơn. Ta nên ta tu để ta trả ơn, hóa giải được cái nghiệp. Nên lần đầu tiên thầy ngồi tụng kinh một mình, nhưng mà sao thầy có cái cảm giác như là chung quanh mình quá đông người. Tất cả các Phật tử khi mới tu có cảm giác vậy. Mình ngồi một mình nhưng mà có cái cảm giác như là chung quanh mình có rất nhiều người. Cho nên có rất nhiều người, cho nên lúc bây giờ đó mình mới đọc cái câu gọi là tất cả muôn loài đến nghe kinh, phải không? Tất cả muôn loài đến nghe kinh này. Cho nên ta tụng ở đây mà ta nghĩ chung quanh chúng ta có nhiều người, có những người ở trên mặt đất, có những người ở trong hư không. Tất cả những người này tới nghe kinh ta tụng, họ cùng tụng với ta, ta tụng bằng cái tâm, cho nên cái tâm ta với tâm họ thông nhau, do đó mà họ tụng được cái kinh của Đức Phật, họ hóa giải được cái nghiệp của họ, do đó mà họ nhẹ lần. Cho nên nghiệp của họ nhẹ lần thì nghiệp họ không còn tác động tới cho ta nữa. Cho nên mỗi khi mà chúng ta có cái cảm giác nghĩ tới họ mà chúng ta thấy tâm mình nó không còn đau khổ như trước nữa, thì đây chúng ta biết được cái người thân này của chúng ta đã nghe kinh và đã siêu thoát. Cho nên tháng 7 mà quý vị đi về chùa lại Phật nghe kinh, thì ở trong lúc đó mình mang hết cả những cái người thân của mình cùng đi theo mình đi về chùa. Tất cả những người thân của mình họ cùng đi theo mình, họ đi về chùa. Rồi đó cái người mà quán thù với mình đó, họ cũng theo mình, họ đi về chùa. Cho nên khi mà mình tụng kinh thì quý vị nghĩ sao? Mình mới cầu nguyện những người thân với mình được siêu thoát, nhưng mà những người thù hận với mình cũng được siêu thoát. Tất cả đều được siêu thoát hết, tại vì họ đang có ở đây mà. Mặc dù họ bực bội mình, tại vì do bực bội cho nên họ đi theo mình, phải không? Nên nó có nhiều người đó tới thưa với thầy, nó còn có cái cảm giác như có cái vong nó đi theo con thầy.
Cho nên thầy mới bảo rằng quý vị có cái cảm giác, có cái vong đi theo nữa, thì chính cái cảm giác này là có thiệt đó. Tại vì có một người đi theo mình nhưng mình không thấy họ bằng mắt được, thì đây là người vô hình rồi. Cho nên trên bước đường tu đấy, chúng ta nhạy cảm một chút ta nhận ra được. Tự nhiên ta có một cái cảm giác là có một người nào đứng sau lưng chúng ta, phải không? Người đó là người vô hình, là ma. Mà cái người đó họ tới, họ đi theo ta để ủng hộ ta không có, mà vì hận ta mà đi theo ta không có. Đây là trên cái bước đường tu. Vì họ hận ta mà họ đi theo ta, họ thương ta mà họ đi theo ta. Cho nên những người mà thương ta đi theo ta nữa, thì những người này kết quả sớm hơn. Tức là họ nghe kinh, họ nhìn, họ thấy cái sự tu hành của chúng ta nữa, mà họ hoan hỷ, họ được giải thoát trước. Rồi tới những người mà vì họ ghét ta, họ oán ta mà họ tới. Thì bây giờ họ tới với ta để làm gì? Họ ức, họ tới. Họ tới thì cốt để họ tìm những cái lỗi của chúng ta để mà họ chỉ trích, họ phê phán, phải không? Đây là những người xấu, những người ác. Cho nên họ tới, họ cố, họ tìm. Nhưng mà họ tới với ta đó, họ cứ họ thấy chúng ta tụng niệm, chúng ta lễ bái, chúng ta cầu nguyện. Mà ở trong lúc đó chúng ta có một cái tha thiết cầu nguyện cho họ. Tha thiết cầu nguyện cho những người nữa mà họ thù nghịch với ta nè. Thì những người mà họ thù nghịch với ta, họ nghĩ rằng họ ghét ta mà ta không ghét họ, họ ghét ta mà ta vẫn cầu nguyện cho họ, thì lần lần nữa họ cũng hóa giải được cái quan nghiệp này. Tức là họ cũng không còn thù hận chúng ta nữa, phải không? Cho nên tự nhiên họ đã hóa giải. Thì cái khi mà có một người nào thù hận với ta mà họ đã hóa giải được cái quan nghiệp của họ, họ bỏ cái này đi, thì quý vị thấy trong lòng của mình cũng nhẹ nhõm, phải không? Thành ra trên cái bước đường tu hành đó, nếu khi mà quý vị yên lặng lắng lòng xuống đó, thì sẽ nhận ngay được cái này. Chúng ta cảm thấy lòng chúng ta nặng trĩu hay là chúng ta thấy lòng chúng ta nhẹ nhõm. Cho nên khi ta làm được một việc gì tốt mà cho người hoan hỷ nữa, thì ta thấy lòng chúng ta nhẹ nhõm, không? Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi chúng ta đi chùa thì ta mang hết tất cả những cái người thân ta tới, những người oán chúng ta tới, rồi ta ngồi ta tụng kinh, thì những người này cũng ngồi chung quanh chúng ta đã nghe. Cho nên khi mà họ nghe được, ta hiểu được, thì họ cũng hiểu được. Họ hiểu được, họ làm cho ta hiểu được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được ngay này. Mà thầy đó là thầy nhận ra cái này sớm. Nên nó có những cái bài kinh mà rất khó, nên thầy đọc nhưng mà thầy không hiểu. Đột nhiên thầy hiểu, thầy hiểu cái này là thầy biết ngay nữa. Đây là những người vô hình nhắc cho mình. Cho nên những người vô hình nhắc cho mình, họ hiểu trước rồi đó, họ nhắc cho mình, nhắc vô tâm mình, cho nên tự nhiên tâm mình sáng lên, mình hiểu được. Ta tụng cho những người thân chúng ta nghe và hiểu, những người thân chúng ta hiểu đó, họ tác động vô ta. Còn trong lúc mà quý vị đọc tụng kinh đó, chính mình không hiểu, chính mình không hết lòng, hay là thậm chí đó, mình muốn tụng cho tất cả những cái vong linh này nghe, mà những cái vong linh này nó không chịu nghe, phải không? Quý lắng lòng chút là nhận ngay cái này, nó không chịu nghe. Cho nên mình ăn chay, mình cũng muốn cúng đồ chay nữa, nhưng mà nó cũng không muốn ăn, phải không? Nó không muốn nghe, nó không muốn ăn. Đây những cái vong linh nó kỳ khôi như vậy đó. Tự nhiên vậy. Thì lúc đó chúng ta cảm thấy tâm chúng ta toán loạn, tâm chúng ta hơi bực bội. Nên tại sao vậy? Cái bực bội của các cái vong linh đi theo chúng ta này, nó tác động vô, nó làm ta bực bội, nó làm cho ta rối loạn đi. Thành ra ta tụng nhưng mà lúc đó ta có cảm giác như là ta không hết lòng. Thế tất cả mọi người Phật tử ta đây đều có tụng kinh hết. Cho nên nó có những cái thời kinh mà chúng ta thấy tâm chúng ta thanh tịnh, mà có những cái thời kinh đó, tâm chúng ta không thanh tịnh. Cho nên thời kinh nào tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ tiếp nhận ngay được cái điều đó. Ta biết
tất cả những người tới nghe kinh này họ đồng tình với ta. Còn ngược trở lại đó, khi mà tâm chúng ta rối loạn thì ta biết tất cả những cái người mà tới nghe kinh với chúng ta đây đó, ta dắt họ tới đây đó, họ không có muốn nghe, họ không muốn vô. Cho nên lúc đó họ cứ kéo ra thôi, phải không? Cho nên ta tụng nhưng mà ta rối loạn. Cho nên thầy nói, ví dụ như bây giờ đó, quý vị đó, có một người bạn đi chùa với mình, cho nên mình dắt được người bạn đi tới chùa này. Nhưng mà bây giờ đó, mình vô mình lại Phật, cái người bạn đó ngồi trước chờ, phải không? Nó chờ mình lại Phật rồi đó, ra là đi chơi. Nó có chứ, nó ngồi nó chờ. Nhưng mà nó ngồi ngoài nó chờ mình lại xong để ra đi chơi, mà nó thấy mình lại lâu quá, mình tụng kinh lâu quá đó, ở ngoài nó bực bội, phải không? Thành ra nó bực bội, nó tác động qua mình, nó làm cho mình không thanh tịnh, cho nên nó có thể mình bỏ cuộc mình đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái tác động vô hình, cái người sống cũng vậy mà cái người chết cũng vậy. Cho nên khi mà ta kéo hết ông bà tổ tiên với ta, bạn bè chúng ta đó, nó đồng tình với ta nữa, thì cái chuyện tu ta trở thành dễ. Ta nó trở thành dễ, cho nên ta tu ít mà ta được kết quả nhiều. Tu ít kết quả nhiều, tức là kết quả cho những người kia. Cho nên những người kia họ cũng nhẹ đi, họ nhẹ nghiệp đi, thì họ không còn tác động qua ta nữa, tức là họ đồng tình được với ta. Cho nên bây giờ ta nhờ cái trợ lực đó, ta nhờ cái trợ lực đó đó mà trên bước đường tu chúng ta đó, sẽ có kết quả nhiều. Rồi đó, cái khi mà những người này họ trợ lực rồi sao? Ta nói những người vô hình này họ cũng muốn đi chùa, họ cũng muốn tụng kinh. Cho nên có một số Phật tử rơi vô trong tình trạng này. Ta nói tới thưa với thầy, nói thế này: ở chùa Ấn Quang đó là 5 giờ sáng tụng kinh, mà nhà con ở tận trên Gò Vấp, xa quá, đi đường thì sợ, cho nên có bữa con không muốn đi, sợ, sợ nó không muốn đi. Nhưng mà không đi thì không được, không đi thì thấy trong lòng mình nó bất an, và không đi thì cái ngày đó làm việc không tốt, cho nên lúc bây giờ nó cũng phải đi. Ấn Quang tụng 5 giờ thì kia 4 giờ họ phải đi, đi xa mà đi ban đêm sợ. Thì bây giờ các vị nghĩ sao? Thầy nói đó, như vậy đó là những người mà đi theo Phật tử đó, là những người đó họ đốc thúc mình, họ thúc mình đi nghe đi chùa chứ. Ta nên mới có 3 giờ sáng nhưng mà nó dục mình phải thức dậy để sửa soạn đi, phải không? Mà không đi nó không chịu. Cho nên những người này dễ tu hơn, tức là được những người thân vô hình của mình tác động vào. Những người này muốn tu, muốn nghe kinh, cho nên những người này đã không tu cũng không được. Nên những người này phải đi tu thôi. Cho nên như thầy đó là phải đi tu thôi, cho nên phải đi tu, phải tụng kinh, phải lại Phật thôi. Nếu không làm như vậy đó thì những người này họ không bằng lòng, họ không vui. Cái kinh nghiệm thầy đó thầy thấy rõ. Cho nên thầy nói với các Phật tử đó, thầy nói như vậy đó thì quý vị tu nó có kết quả, nó tốt đó, nên đi. Tại vì ở đây mình có những người thân với mình mà họ đồng tình với mình, cho nên mình tu như vậy đó để hóa giải cho họ, và tu như vậy đó họ cùng tu, tu như vậy đó trên đường đi của mình được những người này che chở, những người này hộ niệm cho mình chứ. Thành ra tự nhiên mình có sức mạnh hơn. Cho nên tất cả các Phật tử, cái khi mà mình đi tu nữa, có cái cảm giác hai hướng như thầy nói nữa. Cái hướng thứ nhất là mình đi nhưng mà làm như có một cái gì đó mà ngăn cản không cho mình đi. Cái thứ hai đó, mình không muốn đi nhưng mà có cái gì đó nó thúc mình phải đi, phải không? Đó, biết cái người có căn tu với cái người mà có nghiệp ác, hai này khác nhau. Cho nên cái lực vô hình này nó thúc mình đi tu, đi tìm đạo, mà mình không biết đạo ở đâu. Chính cái này là điểm quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm xem,
Nếu mà ta làm được như vậy đó thì cái này trả ơn. Cái ơn này là gì? Ơn thứ nhất là cha mẹ ta, ông bà ta, tổ tiên chúng ta cùng với ta tu hành cho nên họ được hóa giải. Cái thứ hai đó là tất cả những người thân với ta, rồi ở tới người quán ta, họ cũng đều đi theo ta, họ cùng tu hành, họ được giải thoát. Cho nên ta làm cho họ được giải thoát, đây là ta trả ơn. Nên đây ta gọi là tu để mà trả ơn. Tu để mà trả ơn là như vậy, ta làm cho họ giải thoát. Nhưng mà ngược trở lại đó, khi quý vị tới chùa tu, mình cũng đi chùa vậy, nhưng mà tâm của mình nó rối loạn, là nó bị những người này tác động. Cho nên lúc đó những cái người của nhóm A này đó, một người nhưng mà đằng sau lưng họ có một nhóm gọi là nhóm A này, phải không? Tác động của họ. Cho nên cái nhóm A này đó, nó nghịch với nhóm B. Ta nói cái người thuộc về nhóm B này đó, hai cái này nghịch nhau, cho nên bây giờ gặp nhau đó, này nó tác động qua. Ta nói nó tác động qua, cho nên nhiều khi mình cũng muốn tu, mình không muốn giận, mình không muốn buồn. Nhưng mà cái gì ở trong lòng mình đó, nhìn thấy cái bà này đó mình không ưa được. Nhìn thấy cái bà này thấy là nổi giận rồi, thấy là ghét rồi, phải không? Thấy là muốn đánh bà một cái, phải không? Mà bây giờ ngồi ở trong đạo tràng rồi đó, chẳng lẽ mình đánh. Cho nên thôi lấy cái tay thúc nhẹ bà một cái đi, phải không? Để cho hả cơn giận biết cái này là ai, cái nhóm mà vô hình này. Thành ra trên cái bước đường tu hành, nếu mà trong cái trường hợp như vậy đó, thì bây giờ đó, đầu tiên đó, chúng ta kìm cái nhóm của ta trước đó. Ta kìm cái nhóm của ta đây, tức là ta nhiếp tâm, ta niệm Phật, ta nhiếp tâm, ta tụng kinh, phải không? Thì cái nhóm này nó yên xuống này, ta được một cái cho nó yên xuống này. Thì cái nhóm mà chung quanh ta đó, nó thấy ta quyết tâm ta tu như vậy đó, cho nên nó cũng ủng hộ cho ta thôi. Nó cũng quyết tâm theo ta. Mà khi nó quyết tâm theo ta đó, là tại vì ta mới thấy được cái người kia ta nổi giận. Nhưng mà bây giờ ta đã quyết tâm tu rồi, cho nên trong tâm chúng ta đó, ta đang nghĩ tới Phật, trong tâm ta nghĩ tới kinh. Cho nên tất cả những cái người mà thuộc cái nhóm A mà quán hận cái nhóm B kia đó, nó lại cũng không thấy cái nhóm B, mà nó lại thấy Phật và nó nghe kinh. Cho nên nó quá giải. Do đó mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta yên đi, phải không? Thế nên các Phật tử đi chùa rồi đó, thí nghiệm nó thấy cái này rõ lắm. Nếu mà trong lúc ta dùng mắt để ta thấy cái người B kia ta không ưa, thì tất cả những người vô hình này cũng tác động làm cho chúng ta nổi giận lên thêm. Nhưng mà khi ta nhiếp tâm lại đó, ta niệm Phật, có nghĩa là trong tâm ta thấy Phật, mà trong tâm ta không thấy người B nữa, không thấy cái người đối thủ của ta nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, những người mà trong cái nhóm của chúng ta đó, nó cũng thấy Phật. Hãy ta thấy Phật thì nó thấy Phật, mà ta thấy cái đáng ghét thì nó không thấy cái đáng ghét. Cho nên bây giờ ta thấy Phật, do đó mà cái nhóm người của chúng ta đây đó, nó cũng phải thấy Phật. Ta nói ta đọc kinh, cho nên cái nhóm của ta nó cũng đọc kinh. Cho nên lúc bây giờ đó, nó mới lắng xuống, nó chịu tu hành. Thì như vậy ta được giải thoát. Cho nên thầy bảo tất cả các Phật tử tu hành thì đi vào ở trong chùa đó, chỉ ngó thẳng phía trước và ngó xuống, mà trong tâm chúng ta nghĩ tới Phật thôi, chứ ta đừng nghĩ tới người này người kia, để rồi đó chúng ta sẽ buồn phiền, phải không? Đó là một cái cách tu mà để chúng ta hóa giải. Nếu làm được như vậy đó, thì cái thứ nhất là ta trả được cái ơn của cha mẹ ông bà. Thứ hai là chúng ta trả ơn được tất cả những cái xã hội, ta gọi là ơn xã hội. Tức là ta trả được hai cái này chứ. Mà chính trong lúc chúng ta tu hành, ta được an vui, ta giải thoát đó, thì ta lại trả thêm cái ơn thứ ba nữa, là ơn của thầy tổ. Ơn của thầy tổ. Cái thứ tư là của Phật. Thành ra Phật thấy chúng ta tu được có kết quả, cho nên Phật sanh hoan hỷ. Chứ Phật cũng không muốn chúng ta đem cúng bông trái làm gì, phải không? Thành ra Ngài cũng không cần ăn nữa. Cho nên tất cả những cái đồ cúng chẳng qua là cái lòng thành của chúng ta, mà ta nghĩ ta dâng tới cho Phật.
Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta nó chỉ có tu hành là trả ơn được hết. Tu mà đắc đạo đó thì trả ơn được hết. Mà tu đắc đạo đó thì tất cả những người thân chúng ta đó, cửu quyền thất tổ chúng ta đều siêu tăng hết. Nên trên bước đường tu đó, mà khi nào quý vị thấy, nghĩ tới ông bà, nghĩ tới tổ tiên, nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới bạn bè, mà ta thấy đau nhói trong lòng, ta biết những người đang đau khổ. Nhưng mà khi nghĩ tới họ, chúng ta thấy ta được an lạc. Ta thấy an lạc đó, thì ta biết những người thân chúng ta đã siêu thoát rồi. Đó là cái ý nghĩ mà chúng ta tu để trả ơn. Cho nên Thầy mong ở trong đạo tràng chúng ta đây đó, trong cái tháng 7 này, tất cả quý vị đó, nên dành thì giờ để tụng niệm, để lễ bái, để nghĩ tới Phật, và cố gắng ăn chay được một tháng thì tốt, còn không thì ăn được 10 ngày, hay là ít nhất cũng ráng ăn chay được ngày rằm tháng 7, phải không? Ăn chay được cái ngày rằm tháng 7 để cái dành cái ngày đó ta đi chùa, ta lễ Phật, ta tụng kinh, để mà ông bà tổ tiên chúng ta có thể nghe được mà siêu thoát.